Chào anh chị và các bạn. Bất động sản nại vốn đến ở chỗ này nhưng nó đi ở chỗ khác vì nhiều nguyên nhân, có thể là lạm dụng đòn bẩy tài chính hay là mua bán không đúng thời điểm. Nhưng với bất động sản dòng tiền nó là hoàn toàn khác, giúp cho nhà đầu tư có nguồn thu nhập đều đặn và là tài sản đảm bảo để giúp chúng ta ổn định hơn trong quá trình mua bán cũng như là làm việc với ngân hàng. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải nghiên cứu nhu cầu thị trường cũng như là cái khả năng của mỗi một nhà đầu tư, xem là chúng ta có phù hợp với dòng tiền loại hình bất động sản này hay không. Và anh chị nào chúng ta đang quan tâm đến bất động sản dòng tiền tại Bình Phước thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi đến 3 phân khúc bất động sản mà theo Nguyễn Đoàn nhận định nó sẽ có tiềm năng rất là tốt trong thời gian tới khi mà chính sách của tỉnh cũng như là cái chính sách phát triển về hạ tầng cũng như là công nghiệp. Anh chị và các bạn cùng theo dõi, đừng quên chia sẻ cho người thân của mình cũng như là tặng video một nút thích. Bất động sản dòng tiền đầu tiên đó chính là đất rẫy anh chị ạ. Cách đây tầm 2 tháng Nguyễn Đoàn có được trò chuyện với một anh ấy, anh có 4 hectare rẫy và do là anh ấy không có điều kiện để thuê người cũng như là tăng diện tích cho nên là anh làm một mình. Và mỗi một ngày anh cạo chỉ được 1 hectare thôi. Và hôm nay cạo ở chỗ này, ngày mai cạo ở chỗ kia. Và với cái giá mủ cao su hiện nay, thu nhập trung bình mỗi ngày anh được 1 triệu. Và trong trường hợp chúng ta có thể hình dung như này, nếu như anh ấy thuê người và tăng diện tích lên với cái giá mủ cao su hiện nay thì hiệu quả và cái thu nhập nó sẽ như thế nào, đúng không? Chúng ta chưa nói đến cái việc gọi là giá đất nó sẽ tăng. Chúng ta nói đến cái giá mủ cao su và giá nông sản phần lớn nó sẽ tăng theo thời gian này chị ạ. Bởi vì chúng ta thời gian vừa qua nhận thấy rằng với cái giá tiêu này, với cái giá sầu riêng này, với cái giá cà phê thì tất cả nó đều tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thì với nông sản trong thời gian tới tại Bình Phước nó là một cái tiềm năng lớn mà anh chị chúng ta có thể quan tâm. Vấn đề đây là chúng ta cần phải xem xét lại cái công việc cũng như là cái kỹ năng và cái đam mê của mình xem có phù hợp hay không. Bởi vì với nông nghiệp thì không phải ai cũng có thể làm được đâu. Chúng ta tự làm và có niềm đam mê còn có hiệu quả, chứ còn thuê người hay là gì ạ? Chúng ta đưa những cái mới lạ vào thì đôi khi nó rất là khó khăn. Vì vậy bất động sản đất rẫy sẽ rất là tiềm năng. Bởi vì thứ nhất ở đây là nhu cầu nó ngay ở trong tỉnh luôn. Có nghĩa là người dân Bình Phước đang sử dụng đất rẫy. Thứ hai là gì ạ? Với chính sách là thời gian tới Bình Phước sẽ bán tín chỉ carbon, thì ngoài cái việc chúng ta thu hoạch nông sản, thu hoạch về cây gỗ ra, thì việc bán tín chỉ carbon nó đang đi đúng với cái chính sách của tỉnh anh chị ạ. Ngoài ra thì thời gian tới Bình Phước đang là phát triển về hạ tầng, về công nghiệp. Nếu chúng ta mua được những cái khu vực gọi là gần các địa phương là phát triển về hạ tầng, về công nghiệp thì đây là một cái tiềm năng rất lớn. Ngoài cái việc gọi là thu hoạch hàng tháng về nông sản cũng như là bán gỗ ra thì cái lợi nhuận khi mà bán đất nó rất là tốt. Đấy là cái loại bất động sản đầu tiên. Loại bất động sản dòng tiền số 2 là bất động sản du lịch sinh thái. Trong thời gian vừa qua, mỗi một lần lễ Tết nghỉ thì Nguyễn Đoàn cùng với gia đình đi tham quan cũng như là sử dụng những cái mô hình thương mại dịch vụ vui chơi giải trí tại Bình Phước. Bởi vì những cái ngày như vậy thì chúng ta cũng ngại đi xa. Cái thứ nhất, thứ hai, hiện nay cái việc di chuyển trong tỉnh cũng rất là dễ dàng, đường xá đang là đẹp dần. Và cái thứ ba là gì ạ? Nhiều cá nhân người ta đang là khai thác cái loại bất động sản này, cũng như là những cái view hồ hay là những cái homestay hay là những cái khu vui chơi giải trí ăn uống. Nói chung nó chưa mạnh như các tỉnh khác, nhưng ở trong tỉnh, đặc biệt như là một tỉnh với cái quỹ đất rộng và nhiều cái view đẹp thì đáng để cho chúng ta thưởng ngoạn anh chị ạ. Nó cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra Bình Phước trong thời gian tới đang là phát triển về công nghiệp, thì ngoài cái nhu cầu người dân hiện nay đang là có kinh tế tốt, phương tiện đi lại được cải thiện, và cái thứ ba là gì ạ? Nhiều người ta không muốn đi xa, thậm chí người ta cảm thấy khu vực này người ta có thể ở được 2-3 ngày, người ta chấp nhận là gì ạ? Thuê xe, mua đồ ăn, đồ uống đến đấy người ta ở luôn. Đấy, thì không có lý do gì nó không phát triển anh chị ạ. Cái tiếp theo nữa, thời gian tới Bình Phước đang có chính sách là phát triển công nghiệp, cho nên người dân nhập cư mới vào Bình Phước sẽ rất là mạnh. Và hạ tầng phát triển thì cái việc
đi từ trung tâm thành phố hay là từ sân bay hoặc là từ các cái địa phương khác về Bình Phước, nó là một điều dễ dàng. Và với những địa phương mà có quỹ đất rộng như ở Bình Phước thì những cái khung cảnh mới lạ, những cái cảm giác mới thì người ta rất là thích anh chị ạ. Ví dụ như là những cái homestay, những cái farmstay, hay là những cái view hồ, hay là những cái có thể là view núi luôn, hay là gọi là view rẫy hay là view rừng thì rất là mới lạ đối với một số người. Và cái nguồn đất giá rẻ nó cũng rất là phong phú. Cho nên nếu anh chị và các bạn chúng ta phù hợp với cái loại bất động sản dòng tiền du lịch sinh thái này thì ở ngay những cái giai đoạn bất động sản giá rẻ như hiện nay chúng ta cũng có thể tìm kiếm anh chị nhé. Và loại bất động sản dòng tiền số 3 là dòng tiền theo các khu công nghiệp, là các dãy nhà trọ, ký ốt, kho xưởng, bến bãi, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn vân vân. Với một địa phương đang là phát triển công nghiệp sơ khai như ở Bình Phước, bởi vì hiệu quả của nó vô cùng lớn và cái nhu cầu của nó cũng cực kỳ cao. Điều này đã được chứng minh tại các tỉnh như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương. Các dãy nhà trọ, các khu vui chơi ăn uống, vui chơi giải trí vân vân hoạt động rất là mạnh mẽ vào các buổi tối. Và hiện nay Bình Phước đang là phát triển nhiều khu công nghiệp mới và tốc độ lấp đầy cũng rất là nhanh. Tốc độ dân nhập cư mới đến cũng rất là mạnh. Cho nên là sao ạ? Ở những cái giai đoạn như này, chúng ta sẽ dễ dàng mua được những bất động sản có thể là ngay ở cổng khu nghiệp hay là ngay các khu vực mà tập trung đông dân cư, công nhân, người lao động, chuyên gia nước ngoài họ về đấy họ sinh sống, an cư lập nghiệp. Thì anh chị và các bạn, điều kiện tốt thì chúng ta có thể mua diện tích rộng. Nếu điều kiện không cho phép thì chúng ta có thể mua 5m hoặc là 10m. Tại các khu vực này thì khai thác nhà trọ hay là ký ốt hay là chúng ta có thể tìm đến những cái khu vực đã xây dựng sẵn mua lại. Thì ở ngay những giai đoạn này rất là nhiều người ta bán giá rẻ anh chị ạ. Thì đấy là một cái hiệu quả mà ở những cái thời điểm này chúng ta mới có thể có được. Thì đấy là ba cái phân khúc bất động sản dòng tiền ở Bình Phước anh chị và các bạn có thể tham khảo xem là loại hình nào nó phù hợp với cái công việc, thời gian và cái tài chính của mình để đưa ra quyết định đầu tư. Chúc anh chị và các bạn may mắn với ba cái loại bất động sản vừa rồi: đất rẫy, bất động sản du lịch sinh thái và bất động sản dòng tiền theo các khu công nghiệp. Và đừng quên ấn vào nút thích video, đăng ký kênh cũng như là theo dõi trang để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.